Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và đêm hôm nay cũng xin cảm ơn siêu thị Điện Máy Nội thất Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi mỗi số phát sóng sẽ mang tới cho quý vị nhiều câu hỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và buổi tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những nghệ sĩ ít nói của showbiz này. Vâng, ở nhà họ rất kiệm lời nên ra đường họ rất nhiều lời. Rất nhiều lời. Dạ, em thấy hôm nay toàn là những người mà kiểu như là tiền bối rất lớn trong nghề. Tiền bối rất dạ. rất lớn. Vâng. Đúng rồi. Dạ. Xin giới thiệu đội A, đó là anh Lâm Hùng, Đạt Long Vinh và Lâm Vĩ Dạ. Xin mời. Chào anh Xui. Chào, khỏe chứ hả? Khỏe. Dạ, thưa quý vị, nam ca sĩ Lâm Hùng, nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ và ca sĩ Đạt Long Vinh đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xinh quá. Thì ba nghệ sĩ của chúng tôi là những nghệ sĩ đã từng tham gia chương trình này rồi và để lại nhiều tiếng cười và ra đi với nhiều cái tiếc nuối. Hả? Tiếc nuối với những giải thưởng chưa mang về được. Dạ. Đó. Hồi nãy nói trong anh nghe em với Harry Won này nói là những nghệ sĩ tiền bối á. Thật sự thì tụi anh cũng nhột. Không, thật ra có một mình anh nhột thôi, chứ chúng em vẫn là hậu bối. Đúng vậy. Thưa quý vị, là trong chương trình chúng tôi là chúng tôi ngoài ba biên tập nuôi những câu hỏi để cho người chơi thì chúng tôi còn nuôi quà nữa. Nuôi quà? Quà tới, quà tới. Thấy quà tới rồi. Thì anh Lâm Hùng là một người rất là vui tính, rất là dễ thương và là luôn gọi là tạo ra cái tiếng cười trên một cái trường quay. Có không anh? Có. Có, em thấy ảnh hay tạo ra tiếng lặng lắm. Không, ấy là ảnh nghĩ là ảnh tạo tiếng cười nhưng vô tình đó là những khoảng lặng gần cười. Đó. Quả đó, ai khả đâu quài như vậy. Thì ngày hôm nay thưa quý vị, trên sân khấu là những nghệ sĩ, ca sĩ, nhưng mà thực ra họ đều có những cái thành công nhất định. Ví dụ anh Lâm Hùng thì khỏi nói rồi, Đạt Long Vinh là ca sĩ cũng có MV, có bài hát. Thì Lâm Vĩ Dạ cũng có bài hát, cũng có MV rồi. Ai cũng có. Bài hát của em, MV của em là Đạt Long Vinh sáng tác. Hoa giấy đúng không? Hoa giấy. Thì Đạt Long Vinh hồi nãy giờ là rất là kiệm lời ha, nói chuyện đi Vinh. Đạt Long Vinh xin chào tất cả mọi người. Vinh cảm thấy rất là vui khi đây là lần thứ 5 Vinh được tham gia chương trình Nhanh Như Chớp. Mình đi họp hả bé? Mình đi họp hả bé? Đi họp. Thì hôm nay có bài hát gì mới không? Dạ, cuối tháng em sẽ phát hành MV Si Mê. Có thể hát một đoạn cho anh nghe được không? Lạnh lùng quay đi thôi, biệt ly lòng ta còn mong nhớ chi. Che sau đôi mi sau hạt mưa tạ tới phút giây phân kỳ. Vì một bông hoa trong vườn hoa đầy gai nào phải của ta. Năm tháng trôi xa ta phải quên rằng ta từng say dáng hoa. Hy vọng là khán giả sẽ si mê bài hát Si Mê của em. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ già hát bài đi dạ. Thôi được rồi anh, chương trình thời lượng có hạn đó. Không, anh Hùng. Thời hạn dài lắm. Không, được rồi, em nghĩ như vậy là đủ rồi, cho em về chỗ nhé. Xin mời vào vị trí. Về chỗ, về chỗ. Kính thưa quý vị, đội B sẽ là anh Lâm Chánh Huy, Đinh Tùng Huy và anh Châu Gia Kiệt. Xin mời. Ủa, anh tỉnh táo không anh? Anh tỉnh, anh xuống rồi, anh xuống rồi. Anh xuống đâu? Anh xuống xuống đây, xuống như Nhanh Như Chớp nè. Em trai khỏe không? Anh hỏi cái tuổi tâm lý của anh là nhiêu? Tại tuổi tâm lý của anh là bao nhiêu tuổi? Anh năm nay 32 tuổi. 32 tuổi. Ông 32 mà cà lâm hai lần á. Thưa quý vị thân mến, là đây xin giới thiệu là Đinh Tùng Huy, Lâm Trung Huy và Châu Trực Kiệt. Vỗ tay nồng nhiệt. Lời nói đầu tiên thì cho phép Kiệt gửi lời chào đến MC đẹp trai là Đẹp Trường Giang và Holly Won, dạ. Người em gái rất dễ thương. Và xin chào tất cả anh chị em có mặt trong khán đài đây. Và xin chào tất cả quý vị xem đài.
và xin cảm ơn. Hay quá. Chương trình một tiếng mà anh chào nửa tiếng rồi đó. À quên đó, mà xin chào cái đội chuẩn bị thua nha. Dạ. Lát thôi mà đội mình thắng là sẽ phát đi phát lại khúc vừa rồi. Bởi vì anh Lâm Hùng nói nhiều quá, bây giờ anh em là không... Anh Huy phải nói đi, tại vì mình lấy khúc này, còn khúc anh Hùng mình cắt. Xin chào đại gia đình nha. Nhờ cái chương trình Nhanh Như Chớp mà bây giờ đi đến ngóc ngõ hẻm nào của miền Bắc, miền Trung, đặc biệt là mấy người lớn tuổi đó, đi đến đâu cũng ai cũng biết đến Lâm Trần Huy nhiều hơn nữa. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Bây giờ là Đinh Trường Huy. Dạ, em chào anh Trường Giang, em chào chị Harry Won, em chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ, em tên là Đinh Tùng Huy ạ. Dạ, em hết. Ủa nãy mình chào chưa dạ? Mình chưa chào. Lên trên lên chào, chào lại đi. Hồi nãy chưa có chào khán giả. Chưa có chào. Dạ vâng ạ. Dạ dạ, vâng. Mình lên sẵn mình chào luôn. Lâm Hùng, Lâm Vĩ Dạ và Đặng Long Vinh xin gửi đến quý vị thân thương đang xem chương trình Nhanh Như Chớp mùa 5 cùng tất cả quý vị, tất cả anh em có mặt trong chương trình hôm nay, lời chào trân trọng nhất. Dạ, đi xuống em. Nhanh gọn lẹ. Hay quá rồi. Hay quá. Vậy thôi. Thôi xuống thi anh nhé. Rồi, mời vào thi B. Xuống thi bên đội B này, đừng bên đội B, đội B. Thì luật chơi như thế nào? Luật chơi thì cũng đơn giản thôi ạ. Khi mà mình ngồi trên ghế này thì mình không được nói là mình tôi không biết hoặc là bỏ qua, mình phải buộc trả lời một cái đáp án gì đó. Và quan trọng nhất ở đây là mình phải trả lời đúng liên tiếp, chứ không phải là trả lời đúng một câu rồi sai một câu. Cái người mà lãnh được 20 triệu là những người mà trả lời liên tiếp 10 câu. Wow. Và chỉ có người duy nhất lần đầu tiên thôi. Người đầu tiên sẽ là ai? Đạt Long Vinh. Nãy em có khoe em đạt được 10 câu rồi đó em. Rồi, Đạt Long Vinh và Đinh Tùng Huy lên. Xin mời. Cố gắng nghe em dài. Dạ. Đạt, anh dặn nè. Dạ. Cái gì cái cũng phải nhường đối thủ chút xíu nha. Dạ, ok. Mình phải từ từ thôi, nghe em ha. Có gì anh sẽ nhắc em. Ai sẽ là người lên ghế trước ạ? Em nhường anh Huy. Ủa, cái đó là nhường á hả? Mời vào trong. Đây là Đinh Tùng Huy. Hồi đó mình đi học, mình học giỏi không? Dạ không anh. Em học từ lớp 1 tới năm lớp 12, không biết học tiên tiến là gì luôn. Hồi xưa là cái môn mà mình học khá nhất là môn gì? Dạ, môn văn. Văn? Dạ. Chương trình thì hay dùng từ ngữ, câu từ rồi đó. Hồi em thi đợt 1 em có được, em nhớ đúng được 2 câu hay sao nữa. Do hồi đó khó đó. Dạ. Dưới đợt này ban tổ chức đã lược lại những câu khó hơn. Ủa? Thi đâu bình thường mà, cuộc sống mà. Dạ. Nghi ngã vậy đó. Sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi ạ. 2 phút nhanh như chớp. Đây là câu đố chữ. Hòa lấy viên thuốc sủi bỏ vào nước gọi là gì? Dạ, hòa tan. Lên. Quần gì bắt buộc phải có lưới? Dạ, quần vợt. Lên. Bà ngoại mới ngủ dậy gọi là gì? Mới ngủ dậy là thức à? Đúng rồi. Ngoại thức hả? Ngủ mở mắt ra là cái gì? Đó, cái các bài kìa. Hay. Anh Lâm Trần Huy không được nhập bài. Ngoại gì ta? Bà ngoại mới ngủ dậy gọi là gì? Ngoại tính. Lên. Dạ. Hay quá ha. Bà ngoại có bạn bè khắp thế giới thì gọi là gì? Khắp thế giới luôn anh. Ngoại giao anh. Lên. Ôi sao mình giỏi vậy ta? Hay. Bà ngoại buôn bán với người ở nước ngoài gọi là gì? Nước ngoài. Cái gì? Buôn bán với nước ngoài. Dễ mà ta. Ngoại nước. Ngoại nước. Ngoại quốc. Không chính xác. Ngoại quốc. Quốc. Ngoại giao. Ngoại giao là không chính xác luôn. Buôn bán. Ngoại thương. À, ngoại thương. Khó. Bánh gì tên trắng mà có màu vàng? Bánh gì tên trắng? Cái gì? Bánh gì hả? Bánh gì tên trắng mà có màu vàng? Bánh này con em hay ăn. Takoyaki. Đúng không? Takoyaki. Cái cục tròn tròn. Bánh đồng xu. Tôi nhắc ra cái tên luôn rồi đó. Takoyaki rồi đó. Takoyaki. Đúng không em? Dạ, takoyaki. Ngon lắm em, rước con đi học ngày nào cũng ăn á. Takoyaki. Lâm Vĩ Dạ nhắc kia. Thì em đang nhắc đội anh đó. Rồi, trả lời, đó là bánh. Nói đại đi, đang ở thấp nhất rồi. Bánh xu. Bánh xu, không chính xác. Đó là bánh bạch tuộc. Bánh bạch tuộc à. Takoyaki. Dạ. Có một ông già đưa con heo sang sông, hỏi ông ở tỉnh nào? Đưa con heo hả? Có một ông già đưa con heo sang sông. Ông ở tỉnh nào? Ở tỉnh gì anh? Không biết.
Trời ơi, tự nhiên hỏi. Cái này khó, cái này khó. Trả lời lại đi. Tỉnh Hà Giang. Không, chính xác. Heo là gì? Là lợn. Mà heo sang là lợn. Lợn sang Lạng Sơn. Lạng, trời ơi. Phong ba bão táp cũng phải chịu thua điều gì ở Việt Nam? Dễ nha. Ngữ pháp Việt Nam ơi. Lên. Loại trái cây nào thường hay bị lợi dụng? Thành ngữ Việt Nam. Trái chanh. Vì sao? Vách chanh bỏ vỏ. Lên. Chết rồi. Móc gì không vơi đi mà càng nhiều thêm? Cái gì anh? Móc cái gì không vơi đi mà càng nhiều thêm? Móc gì? Móc. Móc gì? Móc gì? Móc gì? Móc. Móc nối. Mười mấy câu hỏi khó ghê. Như vậy là Đinh Tùng Huy mang về 4 đáp án liên tiếp, chúc mừng. Em lo quá, với bộ đề này chắc Đặng Long Vinh được 2 câu. Thưa quý vị thân mến, như vậy là Đinh Tùng Huy đã mang về 4 đáp án liên tiếp. Chúng ta chờ đợi Đặng Long Vinh. Cố lên em, người ta trả lời được 10 câu đấy. Nguyên chán à? Nguyên chán à? Chán hay ồ? Ờ, chán hay ồ? Bốn đáp án liên tiếp. Dạ. Rất đơn giản, mình chỉ số 5 thôi. Nếu mà anh Huy trả lời được 4 đáp án em nghĩ là đề khó lắm anh. Không, cũng dễ thôi. Dạ. Ai có đi học là trả lời được. Trời ơi. Thì nghe áp lực vậy. Ủa mà Vinh ơi, bình thường á là trước đây những người mà chơi giỏi rồi á quay lại ai cũng đều áp lực cả. Dạ đúng chị. Ồ. Khi bước lên chiếc ghế này 5 lần rồi nhưng mà lần này cái cảm giác em vẫn như lần đầu. Vẫn như lần đầu. Ghế này nó kỳ lắm chị ơi, nó kỳ lắm. Nó cứ lên là bị ngu ngang. Ngu ngang luôn. Em sẵn sàng chưa nào? Dạ sẵn sàng. Ok, kính thưa quý vị, Đặng Long Vinh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ: Hòa lấy viên thuốc sủi bỏ vào nước gọi là gì? Sủi vào nước thì nó tan thì gọi là hòa tan à? Chính xác. Quần gì bắt buộc phải có lưới? Quần á? Quần đố chữ chứ nhỉ? Đúng rồi, đố chữ. Lưới là vật. Quần vật. Chính xác. Lại là đố chữ. Bà ngoại mới ngủ dậy gọi là gì? Nghĩ sao nói vậy? Không được nhắc nha. Bà ngoại mới ngủ dậy thì gọi là gì trời? Ngoại vừa mới ngủ dậy. Ngoại dậy. Ngoại dậy xong ngoại đánh răng xong ngoại ngủ nữa. Không nha. Ngoại tỉnh. Chính xác. Trời ơi, đúng là con nhà người ta luôn á. Rồi, lại là kiểu như vậy nha. Bà ngoại có bạn bè khắp thế giới thì gọi là gì? Khắp thế giới là ngoại rất giỏi về việc ngoại giao, là ngoại giao rồi. Chính xác. Rồi, lại như vậy. Bà ngoại buôn bán với người ở nước ngoài gọi là gì? Buôn bán là thương. Ngoại thương chị ơi. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Yeah. Bánh gì tên trắng mà có màu vàng? Đố chữ. Tên bánh. Tên trắng mà có màu vàng. Được nhắc đi chị ơi. Hồi nãy nhắc bên kia sao giờ nhắc bên này vậy? Đợi xíu chị nhắc đi chị. Takoyaki. Takoyaki. Trắng là bạch màu vàng. Bánh takoyaki. Bánh bạch tuộc. Rồi chính xác. Chính xác. Cái đó là do nãy nhắc đội kia nên phải nhắc đội này, nhắc đều. Tiếp tục đố chữ nha. Có một ông già đưa con heo sang sông, hỏi ông ở tỉnh nào? Một ông già đưa con heo sang sông. Đúng rồi. Hỏi ông ở tỉnh nào? Đúng rồi. Biết thì trả lời, biết thì thôi, xuống. Sa đéc, sa đéc, sa đéc, ở sa đéc á. Một ông già đưa con heo sang sông. Heo sang sông. Heo sang. Heo gọi là gì? Heo là lợn. Dạ. Heo sang sông. Đố chữ đúng không chị? Một già đưa con heo sang sông. Heo ở Kiên Giang á. Tôi đưa heo ở tỉnh nào đúng không chị? Kiên Giang á, quê Lâm Hùng á. Heo sang là hang xeo.
Heo sang là hang sale. Là heo sang là gì trời? Heo sang chứ là hang sale đâu chứ là gì trời? Hết giờ rồi. Hồi nãy á, heo em nói là lợn đúng không? Dạ đúng là rồi. Lợn sang. Là Lạng Sơn. Đúng rồi, uổng quá à. Tự nhiên cái heo sang là hang sale. Sorry chị gái của em. Kính thưa quý vị, là Long Vinh đã đặt được 6 câu. Xin chúc mừng. Như vậy là Đặng Long Vinh mang về nhiều hơn. Hiện tại đội mình đang thắng với tỷ số là 1-0. Bây giờ hãy đưa ra vị trí tiếp theo để thắng 2-0 là có nhiều lợi thế. Em biết trước là thua rồi. Thôi chơi cho thua luôn em. Dạ. Yeah. Thôi đi em. Lâm Trần Huy. Yeah. Không, nhưng mà cái chương trình sắp kỳ quá. Sắp kiểu gì mà ba người lánh ở với ba người khờ như này không được rồi. Trời anh nói đây là gương mặt khờ hả? Rồi, bây giờ xin hỏi ai lên trước ạ? Thì bây giờ anh em ta tôi xì gì thật. Anh ra gì? Anh ra cái này nha. Anh ra cái búa này vậy, em ra cái bao. Rồi, 1, 2, 3. Cái bao là thắng rồi. Anh nói chính xác mà. Ví dụ như trong ca sĩ mà hồi trước á là có Lâm Trấn Quy, ví dụ như là Lâm Hùng rồi Châu Duy Kiệt đó, là Lâm Quy là thật thà nhất. Còn hai tay kia tệ lắm. Trời ơi, nói vậy mà nói được luôn á. Rồi, thôi, vậy em tên Lâm Quy, anh ra gì? Cái kéo, vậy gì em sẽ ra cái búa. 2, 3, 3. Rồi, thua lên trước. Đúng rồi. Thua lên trước à? Đúng rồi. Lên trước. Anh Giang. Đúng rồi. Nhắc cho em. Không, gọi gọi trong đây thôi. Bây giờ bên mình thua rồi phải không? Đúng rồi. Tôi với lại Lâm Trấn Quy là đi làm chung nhiều, đi quay chung nhiều và đi diễn chung nhiều, gặp nhau nhiều lần lắm. Dạ. Cho nên cái tình cảm anh em cũng không có gì để nói thêm đó, mà để cho có sự hào hứng nó bồi đắp thêm thì tôi mời Harry Won lên. Harry Won lên. Không sao, không sao. Chị Harry Won cũng rất là đẹp, rất dễ thương và Lâm Trần Huy rất là may mắn. Một người Hàn Quốc với một người Hà Tĩnh nói chị đã lắm. Chị đã lắm. Không ai nghe thì câu gì luôn. Từ từ nha, chương trình cho thêm tỷ giấy chứ rồi là hỏng đó. Thôi cố lên ạ. Dạ. Vỗ tay phát nào. Yeah. Yeah. Kính thưa quý vị, Lâm Trấn Huy đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ, 8 gì không phải là con số? 8 gì không phải là con số? Dạ. 8 gì bà 8? 8 chuyện. Dạ, đúng rồi, chính xác. Yeah. Tiếp tục, da thịt như than, áo choàng như tuyết, giúp người dưỡng bệnh mà tên chẳng hiền, đố là con gì? Cái gì? da thịt như than. Áo choàng như tuyết, giúp dưỡng người dưỡng bệnh. Rồi. Mà tên chẳng hiền. Cái con gì mà giống như ở ngoài quê? Cái gì con gà? Con gà tiêm thuốc bắc, con gà ác. Đúng rồi, chết. Hay vậy ta. Đố chữ, hiền chỉ thích ngồi trên bờ, không thích nhảy xuống hồ bơi thì gọi là gì? Cái gì? Hiền. Dạ, chỉ thích ngồi trên bờ. Rồi. Không thích nhảy xuống hồ bơi thì gọi là gì? Thích ngồi trên bờ, không thích xuống tắm đúng không? Dạ. Rồi. Ướt, hiền khô. Chính xác. Yeah. Tiếp tục đố chữ, vợ của Hiền gọi là gì? Cái gì? Là gọi là gì? Vợ của Hiền. Dạ. Là Hiền Thê. Chính xác. Yeah. Wow. Phải không? Wow. Cái đó là đoán may mắn. Hai đứa nó nói chuyện khó nghe được, anh nghe không được luôn. Khoan, xin lỗi. Anh cho chuyện kiện đó. Hai đứa nó nói chuyện không nghe. Chuyện sao thua thôi. Vâng. Đố chữ, chữ gì có huyền thì nặng, bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần. Ồ, cái này khó à. Cái gì? Chữ gì có huyền thì nặng? Có huyền thì nặng. Bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần. Một chữ thôi đúng không? Dạ. Chữ chi? Chính xác.
Chính xác. Nuốt cái gì khiến bạn đau lòng? Buồn thì nuốt nước mắt phải không? Chính xác rồi. Nước mắt chảy trong lòng. Chính xác. Chảy vào lòng, chảy vào lòng. Dạ, chính xác ạ. Rồi, đố chữ. Tèo đi chơi thì gặp một con chó đang sủa. Tèo cho chú chó xem hình. Một con chim thì chó im. Hỏi đó là loại chim gì? Đọc lại, cái gì? Tèo đi chơi thì gặp một con chó đang sủa. Tèo cho chú chó xem hình một con chim. Chú chó xem hình một chim. Thì nó mới im. Cái gì? Hỏi đó là loại chim gì? Cho xem hình một con chim thì chó im. Chó im. Đó, dạ. Thì là chim gì? Chim ổ. Chính xác. Yeah. Chính xác. Yeah. Trời giỏi hả? Bây giờ đọc mệt quá cho em lên xí được không ạ? Được, lên cái gì, chứ nó mệt quá. Lẹ hết giờ sao? Thôi, cho em đọc nha. Rồi. Ma gì khiến người khác về chừng? Đố chữ phiên âm tiếng Pháp. Ồ, cái này sao toàn câu khó vậy? Ma gì anh? Ma gì mà... khiến người khác về chừng? Rồi. Ma lanh, tức là vừa lanh mà vừa quỷ quyệt quá, người ta cũng sợ. Khổ quá. Thôi cho người trên nên tỷ được không? Vậy là quá nhiều rồi, vậy thì chẳng như cậu rồi. Kính thưa quý vị, như vậy là anh Lâm Chánh Huy đã đạt được 7 câu. Quá xuất sắc. Hay quá anh ơi. Hay quá con dài. Lo cho em gái tôi quá. Chúng ta gặp gỡ lại Lâm Vĩ Dạ. How many? 9 câu. 7 thôi. Tuyệt vời. Thôi đi về chứ chơi làm gì. Đâu có, hồi nãy mình đang thắng mà. Giờ có thua cũng về thôi. À thế à. Lên. Đỡ áp lực quá. Ôi em ngại cái khăn này quá. Sao vậy? Bởi vì em hay dùng nó để đội lên đầu mấy lúc thua đó. Sẵn sàng chưa? 2 phút dành cho Lâm Vĩ Dạ nhanh như chớp. Câu đầu tiên, 8 gì không phải là một con số? Quá dễ. Nói nhanh em ơi. 8 chuyện. Lên. Yeah. Đây, cái này rất dễ luôn. Da thịt như than, áo choàng như tuyết, giúp người dưỡng bệnh mà tên chẳng hiền, là con vật gì? Gà ác. Lên. Hay quá chị ơi. Dễ mà. Hiền chỉ thích ngồi trên bờ không xuống nước thì gọi là gì? Em xin mạnh dạn đoán luôn. Hết giờ rồi. Hay khô. Anh ơi, lâu cho em ra dẻ. Ra dẻ chút đi. Vợ của hiền thì gọi là gì? Cái gì? Vợ của hiền. Hiền gì? Trời ơi, coi phim mà không thấy hả? À, hiền thục. À, hiền thê. Lên. Cái chữ gì mà có huyền á thì nặng. Thêm hỏi thì dùng mấy áo quần. Dạ. Anh nói lại coi. Chữ gì mà có dấu huyền á thì rất là nặng. Chỉ. Rồi, chính xác. Thêm hỏi thì dùng mấy áo quần. Em suy đọc mặt, người chơi không hiểu câu hỏi. Ok. Em nghĩ là cho em thêm 30 giây nữa đi. Tại vì em suy đọc em không hiểu. Cảm ơn. Tiếp theo, đây là câu đố chữ. Dạ vâng. Rất dễ. Nuốt gì khiến bạn đau lòng? Nuốt gì khiến bạn đau lòng thì chỉ có nuốt lệ vào tim. Alo. Nuốt lệ vào tim. Lên. À, mấy câu rồi à? Anh Huy, em mấy câu rồi? Em 6 câu rồi à? 6 câu. Rồi. Tèo đi chơi thì gặp một con chó đang sủa. Tèo cho chú chó xem hình một con chim thì chó im. Hỏi đó là chim gì? Chó im. Chó im mà hỏi đó là con chim gì? Trời ơi. Chó im là con chim. Lên. Chó im là con chim á. Tiếp đi anh, hết giờ em. Nói chuyện không hết, khi nào trả lời mới hết. Dạ. Ma gì khiến người khác dè chừng? Đây là đố chữ phiên âm tiếng Pháp.
à, người ta hay chửi cái đồ ma gì đó, à, ma gì khiến người khác dè chừng, sợ lắm sợ lắm. Sợ lắm sợ lắm. Trong đầu em đang có một là madam, hai là ma sơ. Mắc gì sợ? Phân tích ra câu hỏi là gì ta, lại lại câu hỏi hả? Ma gì mà người khác dè chừng? Ma gì mà người khác dè chừng? Madam. Madam thì không phải rồi. Ma sơ thì bị loại luôn. Đúng rồi. Ma lanh thì... Hết giờ kìa, hết giờ. Ma lanh, ma lanh. Lanh. Ma lanh. Ma lanh. Yeah. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Nhưng mà làm chè vậy tôi gì mất, hay mất bị tác động vật lý? Chè gì? Chè gì tác động vật lý? Chè gì tác động vật lý? Chè gì tác động vật lý? Chè đậu xanh đánh hả? Chính xác, nhưng hết giờ. Hết giờ, chè đậu xanh đánh, chính xác. Thắng rồi, thắng rồi. Yeah, yeah, yeah. Thắng rồi. Thắng rồi, thắng rồi. Hết giờ thì cho xuống đi chứ. Như vậy là Lâm Tử Dạ mang về 8 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Anh ơi, đáng lẽ là em trả lời được câu thứ 9 rồi. Em muốn thử thách luôn câu thứ 10. Câu thứ 10 dễ hơn câu thứ 9 luôn. Vâng. Cãi nhau với người yêu thì nên làm gì để giảng hòa? 5 4 3 2 1. Hết giờ. Làm lành. Làm lành. Đúng rồi. Thì ra là vậy. Hay quá vậy hả ơi. Trời ơi, chưa? Hôm nay con đi học về thầy cho con 8 điểm. Con làm như ba lo quá. Như vậy là chúng ta đã thắng 2-0. Rồi mình đang bị dẫn 2-0. Bây giờ bắt buộc ở lượt này mình phải thắng. Còn mình huề ở lượt này mình vẫn thua. Và tâm lý đè nặng lên ca sĩ Châu Gia Kiệt. Sao nhìn mặt anh xìu vậy anh? Anh nghĩ Giang, anh nghĩ anh nên phải thua để mình cân bằng cái đội lại. Không, nên thắng. Dạ. Yeah. Nên thắng, thua xong người ta cân bằng, lát hồi người ta cân bằng lại, người ta không, không, mình... không, anh đã từng bị vậy rồi. Thằng mất hay anh ơi. À. Anh phải nhường đi. Anh phải nhường đúng không? Đúng rồi. Được. Nhường sẽ lãnh lấy hậu quả. Ca sĩ Lâm Hùng và Châu Gia Kiệt. Lên đây. Yeah. Lên đây ơi. Anh. Hello bạn già. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Để cho có phần tỉnh táo mời anh hát bài 2-3 vô. Một ngày là anh em suốt đời sẽ không thể quên. Một ngày là anh em trọn kiếp sẽ mãi không quên. Chuyện hôm qua cũng sẽ lướt đi thôi, những gì còn buồn phiền ở trên cuộc đời, anh hãy tin tương lai không xa, chúng ta sẽ luôn thành công. Bây giờ ai lên trước ạ? Cho Lâm Hùng, anh Lâm Hùng lên trước đi. Rồi, xin mời. Ông nhường tôi phải không? Được. Ông yên tâm đi, tôi sẽ cân bằng. Rồi, anh, khoan, để dặn anh Kiệt ra ngoài nghỉ ngơi chứ không có về nha. Không, 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 không. Kiệt đang ghi hình nha. Sao đồ hộp hả Giang? Hộp hộp quá hả? Ừ. Trời ơi, dễ mà. Cháu Du Kiệt bữa nay theo thẩm định thì chừng 2 câu hả? Mà chưa bao giờ anh lên được 5 câu cho nên anh ngại lắm. Anh quan ngại. Chưa bao giờ gì? Chưa bao giờ anh thắng được 5 câu hỏi. Có không? Đúng rồi. Để coi câu hỏi bên này sao chứ. Dễ mà ta. Đâu anh nhìn đây. Nè nè. Ờ. Thấy không? Ờ thấy không? Đó. Ờ. Ủa này câu này trả lời hết rồi. Chứ dễ gì được câu mới. Tỉnh táo mà anh. 2 phút cho Lâm Hùng nhanh đi chứ. Rồi. Trong bài hát Aloy có câu: tại vì thích em nhiều quá nên em lại nói là Aloy. Vậy Aloy trong tiếng Tây có nghĩa là gì? Aloy là... Trời ơi, quá dễ. Đó, đó. À đó, câu đó đó. Là trời ơi đó. Yeah, 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 yeah. Lâm Hùng, quá Hùng, nói Lâm Hùng, là Lâm Hùng. Lên. Bán cái gì càng trả giá càng lời? Bán... Dạ. Bán gì? Tự lo đi anh. Bán cái gì? Bán cái gì? Đúng rồi, tự lo đi. Bán cái gì? Dạ sao đây? Đó, đó, ai biết chưa đây? Ai biết? Em biết, em biết, em biết. Ai chơi bán? Chơi bán... Mình mất thời gian lãng phí. Không, không nghĩ ra đâu. Trả lời lại đi, bán chè, bán cháo gì đó. Bán cháo. Không. Bán bát, bán vàng. Bán tàu. Trời, mất thời gian lãng phí nha. Rồi bán cầu luôn đó. Bán cái gì? Bán cầu. Bán cầu. Bán gì? Không, mưa đẹp.
một câu. Ủa là bán cái gì? Bán đấu giá. Chốt đó anh Hùng. Khi người ta bán đấu giá mình càng trả giá mình càng lời. Cái này chỉ, cái này là chỉ thả thôi. Sao mà đợt nào cũng vậy, mùa nào cũng vậy. Bán gì nguy hiểm đến tính mạng? Đây là một câu thành ngữ bốn chữ. Bán bán xong bán chết. Chính xác. Yeah. Tìm ba từ lấy với vần X. Ba từ lấy. Xa xôi. Hai chữ giống nhau. Dễ lắm luôn á anh Hùng. Xe xua. Không phải. Không chính xác. Đúng. Ê, chưa mà sao chưa trả mà. Đúng. Ủa kỳ vậy? Ba từ không đúng rồi. Đố chữ. Trà gì nghe tên đã thấy đâu. Trà gì nghe tên thấy đâu. Ai chưa. Ai chả uống. Chưa. Trà gì nữa. Chưa. À trà đá. Lên. Sao lên xuống chỗ này hoài vậy? Tại sao con mèo thấy con chuột, con mèo lại chạy? Đố mèo. Hoặc đố vui cũng được. Đố thông minh cũng được. Con mèo chạy. Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy? Anh kiếp tục mà. Quá dễ nha. Mèo thấy con chuột mà bỏ chạy hả? Ừ. Trời ơi. Na 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 na. Ủa dạ nó chọc anh hay là nó ủng hộ anh vậy ta? Tại vì nó thích chạy thôi. Không chính xác. Đơn giản là chúng ta trả lời là con mèo thấy con chuột nó chạy. Chạy đi đâu? Nó bắt. Chạy đi bắt con chuột nó chính xác. Mấy này chắc là không. Thôi á khán giả nhắc em là tại vì đó là con mèo Doraemon. Đây là câu đố vui về tiếng Anh ha. Tại sao con chó lại sợ phơi nắng? Tại vì... Phân tích về tiếng Anh, phân tích ra. Con chó là dog. Đúng rồi, nóng là gì? Nóng. Nóng. Hot dog. Chính xác. Lên chừng. Hồi nãy giờ cứ số 1, số 0 lên số hoài luôn á. Làm quen cái số này. Quốc kỳ nước nào có hình chim ưng? Này đốt kiến thức. À, đừng có cũng nói. Nước nào có hình chim ưng? Nước... Sao tôi thấy ở đây xa lạ với tôi quá vậy? Nước Mỹ hả? Không chính xác. Đó là Ai Cập. Ai Cập. À, Ai Cập. Thưa quý vị là hồi nãy đội mình đang thắng 2-0. Bây giờ anh Hùng chỉ có trả lời đúng và không đúng thôi chứ không có liên tiếp hai câu. Chứ là có lên và xuống là có bọt thôi. Hồi xưa giờ có ai như anh không em? Có, nhưng mà nếu anh cho vô kiệt bạn trả lời mà thắng, sau đó đội anh thắng một lần nữa là đội mình sẽ thua. Chứ không phải giỡn đâu. Đúng rồi. Anh cũng nghĩ là chuyện đó cũng bình thường tại vì anh đã từng thua vậy rồi. Anh có mấy đứa con rồi? Anh có ba đứa con nhưng mà nó nhìn anh nó sẽ cố gắng sau này nó sẽ phấn đấu hơn anh. Trời ơi. Như vậy là ca sĩ Lâm Hùng không có sự liên tiếp. Con số 1. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ lại nam ca sĩ Châu Gia Kiệt. Ông Kiệt, ông phải cố lên ơi. Tôi trả lời được 10 trên 10 rồi. Ha? Vậy hả? Ừ. Ông ở đây tôi về. Anh chị canh thẳng. Ủa, ai hỏi em vậy? Thẳng đi. Em gái hả? Dạ, em ạ. À, nhưng mà em nghĩ là anh có thể vượt qua được ít nhất là 2 câu trở lên. Đã đồng được mấy câu vậy? Sao không rồi, sao không rồi. Ôi, đúng rồi. Không. Lên một... xuống, lên xuống, lên xuống. Kính thưa quý vị, anh Châu Gia Kiệt đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trong bài hát À Lôi có câu tại vì thích em nhiều quá nên em lại nói là À Lôi. Vậy À Lôi trong tiếng Tày có nghĩa là gì? À Lôi trong cái rap Việt đúng không? Rap À Lôi hình như là. Trời ơi. Đúng rồi. Chính xác. Yeah. Đúng tiếp tục nha. Đố chữ. Bán cái gì càng trả giá càng lời. Bán cái gì càng trả giá càng lời là đấu giá. Đúng rồi. Yeah. Chính xác. Đó xác. Hay hơn tôi rồi, hay hơn tôi rồi. Đi về, anh đi về giùm tôi. Bây giờ anh thắng rồi, anh nói chuyện thoải mái. Thắng rồi, thắng rồi. Tiếp tục sẽ là thành ngữ. Bán gì nguy hiểm đến tính mạng. Nguyện, bán bốn chữ, bốn chữ. Bán sống bán chết. Chính xác. Yeah.
Tiếp tục tìm ba từ lấy với vần X. Và cái gì em nói gì? Tìm ba từ lấy với vần X. Vần X. Vần X từ lấy anh. Ba từ lấy. À, em nói không hiểu, anh không hiểu. Ví dụ tìm ba từ lấy với cái tìm ba từ lấy vần X. Trời à, ba từ lấy vần X. Cái người Hàn Quốc nói không hiểu, đưa cái người Hà Tĩnh nói đi. Quảng Trị Hà Tĩnh. Rồi ok ok ok. Dạ. Rồi. Từ lấy mà bắt đầu cái này nha. Rồi, rồi, rồi. Từ X. Từ lấy không rồi rồi. Dạ. Anh nói đi anh. Hả? Dạ. Cái gì anh cái nói gì? Đi. Em nói gì anh chưa hiểu. Nói ba từ lấy. Ba từ lấy hả? Dạ. Ba từ lấy là mà có chữ X. Ba từ lấy có chữ X hả? Ví dụ ba... là xấu xí nè. Đó ví dụ là ba... xấu xí nè. Xấu xí quá hả? Không phải. Là... Xe xoa được không? Không có hỏi. Xấu quá. Xấu quá, quá nó chữ X ở đâu anh? Kệ cứ chơi thôi. Quá nó không có chữ X, không chính xác à? Đổi câu hỏi khác được không? Đáp án là xí sọn, xin xin, son sọn, sai sát, sập xệ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Đố chữ, trà gì nghe tên đã thấy đau? Trà để uống hả? Trà gì là sao? Em hỏi là trà gì mà nghe tên đã thấy đau? Trà sữa nè. Dạ. Rồi trà, trà gì nữa ta? Trà... Anh cứ liệt kê ra những trà mà anh biết thôi. Trà... Trà... Trà đá. Dạ, chính xác. Dạ. Và đây là đố mẹo. Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy? Ủa sao kỳ vậy? Con chuột nó sợ con mèo chứ sao là con mèo sợ con chuột? Thì tại sao lại chạy? Hỏi vậy người ta mới hỏi. À tại sao con mèo thấy con chuột nó sợ? Là tại vì cái con chuột nó bự quá hay sao? Sợ nó táp hả? Không chính xác. Nó chạy theo mà. Hả? Đáp án là chạy đi bắt chuột. Chạy theo để bắt đó. À chạy theo để bắt chuột hả? À. Và đây là đố vui tiếng Anh. Tại sao con chó lại sợ phơi nắng? Con chó là ngót. Ờ con nắng là nắng lên là hot dog. Chính xác. Yes. Yeah. Quốc kỳ nước nào có hình chim ương? Cái gì? Quốc kỳ nước nào có hình chim ương? Chim ương là nước Mỹ. Mỹ, không chính xác. Dạ, đáp án là Ai Cập. Lá cờ mà, lá cờ Mỹ đâu có con chim. Kính thưa quý vị, anh Châu Gia Kiệt đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Bây giờ tỷ số hiện tại là 2-1. Bắt buộc đội mình phải thắng thì mới huề ở lượt này. Còn đội mình mà huề là đã thắng. Hồi nãy có lẽ là thắng rồi đó. Rồi là do anh trả lời ấy quá. Ấy quá. Em lên đi dạ. Bây giờ hai anh chị tin tưởng em nha. Tin tưởng em chứ. Okay. Bên này sẽ là phải làm cho quỳ đi, quỳ đi, quỳ đi, quỳ. Xin mời. Cô lên đây. Cô lên quỳ đây. Ủa nếu mà bên Huy thắng lần này nữa thì sao? Bây giờ đội mình nếu thắng thì mình sẽ cân bằng tỷ số 2 đều. Thì hai đội sẽ có một câu hỏi phụ. Còn nếu mình huề là coi như là xong. Ai lên trước ạ? Em lên trước đi. Dạ ok anh. Xin mời. Mấy em thằng chắc với đó. Chúng ta sẽ có 2 phút nhanh đi chớp cùng với Đạt Long Vinh. Ca gì không có giai điệu nhưng ai cũng thích nghe? Thích khen là ca ngợi anh. Lên. Ca ngợi hay là ca tụng đều được hết. Yeah. Đây là câu đố thành ngữ. Con cá sợ nằm ở đâu nhất? Dễ mà. Thớt anh. Đúng. Câu hoàn chỉnh. Cá nằm trên thớt. Lên. Dạ thưa em xin ngừng lại thời gian chút xíu. Anh Hùng trả lời là cá nằm trong nôi. Tại vì tôi tức rồi nãy không hỏi tôi mấy câu này đi. Anh tham gia mấy đợt rồi, đợt nào anh cũng sáu hỏi câu kia, sao hỏi câu này mà đợt nào anh cũng 1-2-1-2. Dạ mời thời gian tiếp tục ạ. Phong thường không thích mặc áo khi trời nóng nực thì gọi là gì? Phong không thích mặc áo. Dạ Phong Trần. Ở lên. Trần. Lên. Phong Trần. Phong cùng hai người bạn đi chơi nhưng gặp cơn gió lớn thì gọi là gì? Gặp cơn gió lớn hả? Phong cùng hai người bạn đi chơi gặp cơn gió lớn thì gọi là Phong ba bão táp. Lên. À ba người, hai người cộng một người là ba là Phong ba. Bà cố.
luôn chọn kiểu tóc nào? Hả? Bà cố luôn chọn kiểu em biết cái kiểu này nhưng mà em bà phân tích về chữ, đây là đối chữ. Cố luôn là bà cố. Cố luôn là cuốn lộn anh. Lên. Trời yeah. ơi. Wow. Trời ơi đẹp ơi. Wow, tuyệt vời. Gia đình tự hào về em. Thank you chị. Có tự hào về anh không? Từ anh rồi, gia đình từ anh rồi. Trong trường hợp nào? Cái này là đố. Đố mà gọi là mấy bé đi học mẫu giáo cũng biết luôn. Trong trường hợp nào? 5 bé hơn 2, 2 bé hơn 0 và 0 bé hơn 5. Ê, cái này không biết thiệt luôn á dạ. Ê, câu hỏi này quen lắm nha. 2 bé hơn 0. Ai biết giơ tay? Ủa sao nhiều người biết quá vậy? Quẳng tù tì. Lên. À. Hay quá, đẹp lắm anh ơi. Cảm ơn anh. Cô con dâu của nhà bà An rất tận tâm với nhà chồng. Hỏi cô con dâu có tuổi âm lịch là gì? Tận tâm cô con dâu. Đúng chữ đúng không anh? Dâu tận tâm. Nhắc quá. Nhắc quá, anh nhắc quá. Em nhắc quá. Nhắc dạ. quá, anh nhắc dâu tận, em. Dâu tận. Tân dậu. Lẽ ra là được á nhưng mà vì nhắc quá nên không công nhận. Nhắc lộ liễu quá. Anh để, nhắc lộ liễu quá. Để công bằng. Toàn là con thứ 10 trong nhà, làm gì cũng giỏi thì gọi là gì? Quá dễ. Dễ luôn. Cái gì thập toàn nha. Mười khó. Đáp án là thập toàn. Chính xác. Cốc gì không phải là ly? Cốc gì không phải là ly? Cốc tía. Cốc. Cốc có ô á. Ngũ cốc. Ngũ cốc, chính xác. Thanh và Thành là hai anh em. Thành thì Lanh, vậy Thanh có tính cách như thế nào? Thành thì Lanh thì Thanh. Thanh thì Lanh. Đúng rồi. Như vậy là Đạt Long Vinh mang về 6 đáp án liên tiếp, chúc mừng. Thưa quý vị, anh lượt câu hỏi này là dễ nha, không hề khó nha. Mà mang về 6 đáp án liên tiếp là chưa chắc là an toàn đâu. Bên kia họ mang về 7 là họ cân bằng tỷ số. Nếu có câu hỏi phụ họ thắng nữa thì vô tình tự nhiên đội mình từ cái phần thắng rõ rệt nghiêng về phần thua. Chúng ta gặp gỡ lại nam ca sĩ Lâm Chấn Huy. Anh nghe em sáu câu à? Dạ đúng rồi. Thôi anh đi về luôn. Thôi anh đừng làm như thế nhé. Mời lên. Trời ơi. Sao? Dạ mời anh, lại là em. Em. Lại là em. Kính thưa quý vị, anh Lâm Chấn Huy đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bố chữ. Ca gì dù không có giai điệu hay nhưng ai cũng thích nghe? Ca... cái gì? Ca người. Chính xác. Đây là thành ngữ anh nha. Cá sở nằm ở đâu nhất? Nằm ở trên cái thớt. Chính xác. Phong thường không thích mặc áo khi trời nóng nực, gọi là gì? Ở trên phóng trên. Chính xác. Anh Châu cho Kiệt. Anh chắc phóng trần. Đâu có đâu. Có. Đâu có đâu. Có công nghệ va. Mời xem lại công nghệ va. Rồi rồi. Xuống. Nghe. Phải xuống thì thua rồi chứ còn gì nữa. Còn gì nữa. Phải có lên ạ. Dạ. Đố chữ. Phong cùng hai người bạn đi chơi nhưng gặp cơn gió lớn, gọi là gì? Là phong ba. Chính xác. Ở cái này không nhắc ok rồi mà. Ừ. Dạ. Bà cố luôn chọn kiểu tóc nào? Đố chữ. Bà cố. Dạ. Tóc ngắn. Búa liên tục hả? Biết bạn làm gì kìa. Cái, đọc. Bà cố nhắc á, luôn chọn kiểu tóc nào? Ông kì, ông nhắc. Xuống đây, xuống. Ông cũng biết nó là cái gì. Ông cái gì? Tóc hoàng. Tại vì bà cố luôn là cuốn lô. Em thấy anh nhắc rồi mà em nói thôi bị người ta bắt lên rồi giờ ngài quá. Thôi cho xuống.
Dạ. Chứ cũng hiểu sơ sơ rồi đó. Dạ. Dạ, tiếp tục ạ. À, đối vui trong trường hợp nào 5 bé hơn 2. 5 bé hơn 2. 2 bé hơn 0. 0 bé hơn 5. Sao loạn luôn. Dạ. 5 bé hơn 2. Dạ. 2 bé hơn 0. Dạ. Anh kia. Biết rồi. Nhưng mà giờ nếu mà nói có bắt xuống nữa không? Ông còn chỗ xuống lại. Em tức ổng ghê. Dạ, chị xem. Thôi, áo đi, xuống đi, không cần đâu. Thấy nhắc rồi, quán cái đi rồi. Sao anh cứ nhắc rồi? Rồi em tức đánh ghê. Dạ, đi xuống. Đang mú mà, đâu có thấy làm gì đâu. Còn camera ấy, anh nhắc khéo hơn tí. Đâu có đó, anh mú. Cô con dâu của nhà bà An rất tận tâm với nhà chồng, hỏi cô con dâu có tuổi âm lịch là gì? Riêng câu này mà anh nhắc luôn. À. Rất gì, tính. Cái này là lãi lại phải không? Cô con dâu gì? Cô dâu gì? Câu này mà anh nhắc không, luôn. Từ từ từ. Cô dâu gì? Dạ thì tuổi dậu. Sao nhau không? Tuổi dậu. Mà anh nhắc mà, tuổi dậu. Nhưng mà cái gì dậu? Cái gì dậu? Câu này được không? Cho nhắc mà nói đúng là không được. Giờ cho nhắc luôn. Cho anh nhắc luôn. Tân dậu. Khoan rồi, tại sao tân dậu? Hả? Tại sao là đáp án là tân dậu? Thì nó đáp án tân dậu rồi tân dậu chứ sao? Tự nhiên. Anh được đúng không? Không. Bây giờ đáp án là tân dậu thì bây giờ anh trả lời tân dậu chứ. Anh phải giải thích vì sao? Vì sao hỏi lòng tôi là hỏi Uông Phúc á. Hỏi Uông Phúc á. Trời ơi là trời. Không chính xác. Xuống đi. Đúng rồi. Ôi, chia lên, chia lên. Dạ. Rồi câu hỏi tiếp theo, đố chữ. Toàn là con thứ 10 trong nhà, làm gì cũng giỏi thì gọi là gì? Toàn là con thứ 10 trong nhà. Ủa sao cái tiếng này làm hồi hộp quá, không trả lời được kia, tắt tiếng này. Tắt, anh kêu tắt tiếng nó lên, anh hồi hộp quá. Tắt tiếng. Tiếu thiệt chứ. Dạ hết giờ. Giỡn như chung mình. Thưa quý vị thân mến, như vậy là ca sĩ Lâm Trấn Huy bị rối, không phải là do câu hỏi mà là do đông đồi của mình. Đặc biệt là anh trong gia đình. Đúng vậy. Kính thưa quý vị, như vậy là anh Lâm Trấn Huy đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Như vậy là đội của mình đã thắng với tỷ số là 3-1. Thì đội mình vào vòng trong, còn đội mình sẽ dừng lại. Xin mời. Sao lần nào em tới em cũng thua cho người ta. Đúng quý vị thân mến, như vậy là đội tiếp tục vào vòng trong là đội ca sĩ Lâm Hùng, Lâm Vi Dạ và Đặng Văn Vinh. Đội dừng lại là đội anh Châu Gia Kiệt, ca sĩ Lâm Trung Huy và Đinh Tùng Huy. Đội chúng ta mang về phần thưởng là 15 triệu đồng. Cho anh có ý kiến được không? Ý kiến gì ạ? Anh tức Châu Gia Kiệt quá. Tại sao lại tức? Anh cố tình anh chơi dở để Châu Gia Kiệt vào. Vậy Châu Gia Kiệt cũng không vào được. Anh ơi, chiến sĩ ở dòng đặc biệt á, hai người chơi cho được không anh? Chứ để cố tình nữa. Dạ vâng ạ. Bắt đầu anh lại cố tình một lần nữa. Mời đội chiến thắng bước vào vòng đặc biệt mang về 60 triệu đồng. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt, chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và người chơi sẽ trả lời 20 đáp án trong vòng 60 giây thì các bạn có thể nhận được 60 triệu đồng. Wow, thật là đơn giản. Câu hỏi này đã từng hỏi rất nhiều lần trong chương trình Nhanh Như Chớp qua các mùa. Có ai đòi được 60 triệu chưa? Dĩ nhiên là đã từng có rồi, nhưng mà không phải với câu hỏi này. Kể tên 20 tỉnh ở Việt Nam mà không có quốc lộ 1A đi ngang qua. Trời đất ơi, trời đâu? Tân người một. À, Trà Vinh. Lâm Vi Dạ. Tân người một biệt. Trà Vinh. Tiền Giang. Bảy. Bảy. Lên núi. Công Tâm. Đúng rồi. Lúc
quốc lộ 1A là mé nào? Anh nhánh nói về miền Đông hay miền Tây? Bến Tre, Bến Tre, Bến Tre, Bến Tre. Bến Tre. Đúng rồi. Buôn Mê Thuột. Bấm vô. Buôn Mê Thuột. Tỉnh Buôn Mê Thuột. Tỉnh Đắk Lắk. Đắk Nông. Đắk Nông gì? Thành phố Đà Lạt. Từng người. Đà Lạt, Đà Lạt. Lâm Đồng. Hà Tĩnh. Núi phía Bắc. Hà Giang. Hưng Yên. Lạng Sơn. Tiếp Hà Nội. Hà ông Bảy. Bắc Giang. Bắc Giang. Hải Dương. Lào Cai. Được chưa? Chắc có lẽ là lâu quá rồi nghệ sĩ cũng không đi diễn nhiều thưa quý vị. Một khó. A không, câu này cũng là một em câu khó. Em có bị lộn 51 với 1A hoài à. Có cho gỡ lên nữa không? Dạ không ạ. Dạ, lên. 60 giây đã được qua và các anh chị phối hợp thật là chặt chẽ, mang về một số vô cùng lớn lao. Wow. 10 đã bán chính xác. Nhưng không sao cả, mình có một tấm vé chắc chắn vào vòng trong đấu với những đội khác. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây và mang về phần thưởng trị giá 18 triệu đồng. Ngày hôm nay cảm ơn các vị khách mời đã đến đây tham gia chương trình. Hẹn gặp lại ở cái vòng sau, mình sẽ đấu một đội khác. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và đêm hôm nay cũng xin cảm ơn siêu thị Điện Máy Nội Thất Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp.